xin chào bà cô chú chị bà. Hôm nay thì Hạnh thay mặt cho nhóm áo trắng ở Mỹ nhân ngày rằm tháng 4 mua cá thả phóng sanh về thiên nhiên. Thì nhóm áo trắng có gửi cho Hạnh là 200 đô, Hạnh đổi được là 5.100.000. Thì nhờ Hạnh mua cá thả phóng sanh về thiên nhiên là 4 triệu đồng, còn lại 1.1 triệu thì giúp những hoàn cảnh khó khăn mà khi Hạnh đi quay. Giờ Hạnh tới chợ một chút rồi thì Hạnh cũng mời ông bà cô chú chị bạn cùng Hạnh vào chợ đã mua cá thả phóng sanh về thiên nhiên. Trước tiên thì Hạnh xin chúc cho nhóm áo trắng có thật nhiều sức khỏe, mọi việc đều thuận lợi và thành công. Sáng chợ là nhộn nhịp hết trơn nha. Bán đôi dép coi. Tới mùa sầu riêng rồi nè. Anh đi về bữa nay con đi sớm phải nhà. Em đi mua cá. Để ăn chút đi rồi về mua. Mua cái này mới mặn đi. Wow, mới dữ quá ha. Cá chì trắng thì còn ú quay không ha. Cá chì trắng là nhiêu ký? Cái đó 30 chị. Vậy cần cá chì trắng luôn, còn mấy con lươn? Lươn hả? Lươn thì em bán 115.000. Tại lươn sâu thì nó 12. Cá lóc này, cá lóc ở Sài Gòn. Nó là nó hơi ốm, nó đẻ rồi á chị. Thế mùa mưa xuống là nó đẻ ha. Giờ nó ốm rồi nè. Dạ, nó đẻ xong rồi nó mới ốm. Rồi căng hết này luôn đi. Còn gì nữa không? Hết rồi chị ơi, thương nhiên. Trời ơi trời, đưa vô nó quặp. Đó, cái bọc nó nhỏ mà. Chị ba phía, chị có cái bọc nào bự hơn bọc này không chị ba phía? Dạ, có bọc bự hơn không? Được không? Em có cái này bọc bự hơn. Nha, cái lửa yếu, chỉ 40 thôi. Rồi là 40. Ồ, cái giết này nó bị nơ hơi, nước mực hết ga rồi. Ga hoa không ga lấy giết em nè. Rồi, 40. Rồi căng lương luôn đi. Cho hết luôn đi, đặng cho về. Đi về rồi, cho hết luôn đi. Đi hết đi. Nửa ký yếu chị ơi. 70.000 nữa đi. Dạ. 340.000. Đầu tiên là 230. Dạ. Rồi sau là 40, thêm dạ, 70 nữa. 330. Ủa 340. Đúng rồi. Thịt ngon quá ha. Thịt mà đi xuống tới với chợ cá bán luôn. Dạ có nhiêu có lòng kìa. Để 100 luôn đó, cá bự đó nãy 100 ta có được. Bữa nay chi đáp. Dạ cân hết này đi cô. Cân lương 140 hả cô? 140 hả? Chị em đổ hoài là chị không bao giờ lấy kẹo. Coi mình nổi vô bọc. Rồi này cũng ít à. Nghe gì vậy? Bán đồ hết rồi, giờ này kêu có đồ ngon đem ra. Hai ký tư rồi, tính tiền luôn đi cô ơi. 2 ký 4. 2 ký thì 280 rồi. Rồi 503 nè cô ơi. 550. Cảm ơn chị. Rồi. Ôi trời nặng dữ vậy. Nặng dữ vậy hả? Rồi. Con cá lóc nhiều. Cá lóc này 60.000. Cá này cá bự có nè. Bự dữ hả? Ờ cá bự không mà.
Nè, bỏ đây đi. Cá lóc đồng à? Cá lóc đồng, bảo đảm 100%. Cũng đi thả thôi à, đồng thôi à. Ừ, 550 gram. Dạ Hạnh ơi, cái thao cá nhỏ đó luôn đi, lấy luôn đi Hạnh ơi. Chưa, dạ, dạ. Dạ không, con có mua số. Rồi cho em ghẻ luôn. Cho em đổi luôn dùm chị. Lấy 10 ngàn thôi Hạnh ơi, trả chị 10 ngàn thôi. Để đến đổi luôn nha. Rồi cảm ơn nha. 10 ngàn đổ luôn đi Hạnh ơi. Cá này là 10 ngàn á hả? Rồi vậy khỏi đâu xuống sông đổ luôn à, mượn cái thao dạ. Và cho rễ nữa. Đây là mấy con cá sặc đúng không? Cá gô này kia. Anh cho thả xuống sông. Và hôm nay là ngày rằm tháng 4 thì Hạnh thay mặt cho nhóm áo trắng ở Mỹ thả cá về thiên nhiên. Rồi về thiên nhiên sống nha. Ờ, ở đây cũng có cá sặc nữa nè. Ở đây thao nữa nhỏ 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 không ha. Cá này bán sao cô? Dưới 30 vậy đó. Chưa mấy con ngồi lộn mấy con mấy. Ở đây nợ một loa thao nhỏ á. Cái này nhiêu ký nữa cô? 20 ngàn hả? 20 ngàn bán hết 20 ngàn thôi. Ở đây là được ít cua nữa cả. Cua kìa. Dạ. Thôi vậy bỏ mấy con cua vô đây luôn cho con thả luôn. Rồi cho con rể nha. Mấy con cua này sao? Bỏ vô bọc. Không có, bỏ cua lấy luôn nha. Cua này nhiêu ký? 30 ngàn. Rồi cá này 20, rồi cua 20 hành trả cá rồi còn cua. Giờ mình bỏ bọc thả hay là mình đi bưng thao? Dạ, để họ cũng bưng thao. Cái sọt cá để đây đi. Hạnh sẽ đi thả ba cá này. Bà con thường bắt được vài con vài con cái gì nè, cái người ta đem đi bán. Rồi Hạnh sẽ thả vào thiên nhiên luôn. Lội đi rồi kìa. Trời, bữa nay có mấy con cá nữa nè. Em mới xịu gì đó. Nặng quá à, cho gãy đây cắt quá. Một cá gì hóa cho con cá bự rồi nó đi ngọt rồi. Đây là cá chê trắng của mình nè. Cá chê đang nhiêu ký con chê luôn đi. Rồi. Mấy cá này sao chị bán cho nhiêu nè? Ủa có cá bóng đó nè, cá bóng 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 bóng. Rồi cân cho em luôn đi. Bữa nay ít cá, gồng ít cá. Lương này cũng giá cũ luôn hả? Sao có lên xuống vậy không? Rồi cân cho mấy em con lương luôn đi. Vô gắn. Ủa em nãy còn chùm đâu rồi? Bán rồi. 2 ký cá lóc đồng. Thì dưới của em nó bị phát ra mực rồi. Nè. Gọn nhiêu cái lương rồi anh? 2,5 ký. Đặng em ghi đặng họ cho dễ tính tiền. Ớt đó nhiêu ký? 2 ký cá lóc 100 ký. Dạ. 2 ký này khoan cộng vô 2 ký này nó đi là 4 ký nè. Cá lóc với ớt nè không chung giá tiền á. Rồi chi trắng. Là 4 ký ha. 4 ký. Cua tính chẳng 20 thôi, hai mấy nè, nè chơi chẳng. Dạ. Chị không lên luôn. Cua 20.
90 cộng 2 cái này 300 cách chơi trắng nhiêu ký? Trắng có 3.000. Ờ. Cái này với cái này nữa là chưa em ghi từ phần rồi chưa. 400 với 20.000 cua nè, rồi cá trắng đi là nhiêu đi? 90. Ờ 160. Này mấy ký? À biết. Này là gắn chung nè, 160.000 một ký, con bự không ạ? Rồi tính tiền đi anh ơi. Có nay mặc quần lạnh nè, qua mặc quần rách. Còn cái viết ơi. Gì ơi. Giờ nhân cái lương ra đi, 142 kg là 300 kg. Rồi. Phải không? Rồi. Đây gà 1.500.000. Con vô này 30 nữa đi. 1.320.000. 1.320.000. Rồi, 8. Quá xăng xe đây nhưng nhắn không nhé. Rồi, thiệt quá. Ồ mấy con vịt này quấn lại gì làm bán hả? Bữa nay ít cá quá ha. Cá chê trắng nhiều nè. Cá chê trắng này sao chị? Rồi cân chêm cá chê trắng đi. Để em mồi ơi, để đây con em mồi ơi. Cái đây là lương nè. Đầu đi vậy đó. Đây là cá chê vàng, cá lóc, cá sạch gần. Tám ký gửi là 30.000. Rồi bữa nay không có cá gì chân ha. Cái này là cá chết sạch hả? Không ra mực rồi, cái giết của em không ra mực. Thôi, 80.000 cái sạc găng. Ký 6 là bao nhiêu ký em ghi mới được? 90.000 ha, ký 6. Chơi kỳ vậy? Còn lần nữa là ai làm? Còn lần nữa là ai? Ký 1 ký thôi. 30 hả? Ớt luôn gì là cá hồng. Ớt, đúng không? Rồi, kiểu như ớt. Ký 7 cộng ký 6. Ký 6 ớt. Rồi là hết rồi nha. Hai cái sọc. Hai ký 8 là cái gì cũng quên rồi ta. Hai ký 8 hả? Ừ. Hai ký 8 cái sạc đấy đó. Cái sạc là mấy chục, 30 ha. Ba ký rưỡi còn 3 ký. 3 ký là nhiêu ký nhỉ? 130 ha. Đặng em ghi đăng hồi mới ra tiền được. Tổng cộng là 1.097.000. Em đưa 1.100.000 ha. Rồi còn em mua tiếp nữa. Coi nào còn này mình mua.
Rồi xong rồi nhiều dữ rồi, bọc đủ hết rồi. Rồi nó gắn nha. Còn 575 ngàn. Em luôn đi. Bạn nhiêu nữa? Chứ là nhiêu rồi? Rồi 350 luôn. Nhiêu cô? 30. Cua hả? Giờ cho con gửi. Còn lại 400. Có 300 mấy à? 395 ngàn. Cái này còn nhiêu rồi? Chị ký mấy rồi đó? Rồi tính 40 luôn đó, 50 tính 40 luôn đó cho chẳng. Số tiền còn lại Hạnh mua thêm cá với cua với rắn nè. Là bao nhiêu rồi? 400 rồi, tính 39, còn 39 là 39 thôi. Tổng cộng là 400 ngàn hả? Em còn 3 chưa? 395 ngàn. Rồi kiếm lại giùm em. Rồi hôm nay thì Hạnh mua số cá đã xong rồi. Số tiền là 4 triệu đồng của nhóm áo trắng ở Mỹ. Nhà Hạnh mua cá thảo 200 triệu đồng nhiên. Giờ Hạnh sẽ đi xuống xong cái bé Hạnh thả cá. Dạ Hạnh cũng mời ông bà con chú chị bạn cùng Hạnh nha, chứ anh em Hạnh đi xuống trong cái bé thả cá về thiên nhiên. Thì gỡ bọc ra. Vừa nước này nó mát không? Rồi hôm nay Hạnh thay mặc cho nhóm áo trắng ở Mỹ nhân ngày rằm tháng 4 thì thả cá về thiên nhiên. Thì Hạnh tới xong cá bé rồi, Hạnh cũng chúc cho nhóm áo trắng có thật nhiều sức khỏe. Anh mời ông bà cô chú và bạn cùng Hạnh thả cá về thiên nhiên nha. Đây là cá chê nè, cá chê trắng, cá chê vàng, đầy đủ hết luôn. Đây là được mấy con cá bóng nè. Ngồi lội đi. Cho cá bóng đi trước đây, nó nhà hiều rồi. Và thiên nhiên sống nha. Ồ, cá chê vàng nổ quay ha. Sạch vàng luôn. Cái này cá chê trắng á, lội cái là mất tiêu hết rồi. Cái thao này nữa. Lấy vốn cái lắm rồi mà còn để nữa nè. Cái
Rồi vậy xong sống đi. Không được để đây hồi nó trôi. Vừa đây. Giờ anh thả khô ra. Thao cái sạch gần với cái sạch. Rồi về xong sống luôn. Đây có chút cái lóc nhảy vô đây nữa vậy. Nhìn xong sống nha. Quá cua rồi. Mới đây sao em nhiều bọc quá luôn. Mua nhiều chủ nữa. Lương. Mãi lương cũng nhiều lắm á. Ở đây mình còn lương nữa không? Đây. Ôi lương của em đây còn nhiều dữ vậy. Thao lương luôn rồi. Cho cả thao cái này mình đổ không được. Ôi ở đây một bọc rắn nữa nè. Cua. Thao lương này nè. Ủa cái con gì bằng ngón út chứ nghe xíu 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 luôn nữa. Nhiều con lắm luôn. Bé xíu xíu. Rồi về xong sống nha. Xuống là chìm à. Mấy lương này không có lội. Lương này vàng ngắn luôn. Sao ta bắt hay quá ha. Lương ơi. Vàng tươi luôn. Ôi nặng quá chìm cái gỗ. Ôi, hai cái con luôn này bự dữ vậy. Rồi về xong sống đi. Đây con bự thì nói nữa. Mà cũng bắn bằng giá luôn. Đây là lương nhỏ. Rồi về xong sống nghe, sinh sôi nảy nở luôn nha. Coi như là rất là nhiều luôn. Đây cua. Bữa nay ít cua ha. Đây là bọc ếch nè. Ôi con lươn lội lên đây nè, nè nè nè. Rồi về xong sống đi. Tuấn. Mấy gần hết ra ngoài nó lội lặn rồi. Ủa mình hết cua đằng đây rồi hả? Còn nhiêu nó đây ha. Cua ếch. Ôi cái con cá này nó bự dữ vậy. Hạnh nhờ ảnh là dồn gắn lại một cọc quá cho Hạnh thả dễ. Sợ với mấy con gắn là sợ sợ. Giờ Hạnh sẽ thả theo cua này nè. Rồi về xong sống nha. Quá bọc rồi. Bữa nay ngày nào cũng gọi thu bọc hết trơn á. Rồi gắn thả cuối cùng đi để em thả thao cá này cái đi. Ôi ạ. Mơ. Đây còn một thao cá này. Cá lóc cá chê gì. Chơi vàng, chơi trắng, lương đầy đủ hết trơn, lộn xộn bây giờ nó bay qua bay lại. Rồi về xong sống nha. Giữa thùng luôn.
lội dữ. Đây cá lóc nó lội lên lội kìa. Đây là một túi ớt nữa nè. Bữa nay ít bọc hơn là hổm. Bữa hổm một đống bọc luôn. Ôi còn dây tròn dây nữa nè. Không có hàm quá vậy hả? Ôi đâu rồi? Còn hai con. Nó nổi lên mình. Đây còn cá lóc nữa. Ơ, à, đó đó. Nhau, nhảy vô đột bè trốn đây rồi. Đó. Ôi còn cá lóc, cá lóc, cá lóc. Xin chào. Nè, nè, nè. Vậy mà họ cũng gọi lại tay hạnh luôn. Còn cái bọc này là quan trọng. Nguyên một bọc gắn. Hôm nay thì Hạnh sẽ giải cứu hết trơn luôn, từ A đến Z không còn con nào dưới chợ hết. Gắn nè. Thôi đó, nó bò dữ rồi, Hạnh sẽ thả về thiên nhiên luôn. Ôi, ôi mô Phật à, ơi sao mình nắm trúng cái đầu rồi. Thả này nó chìm ngủm hết thầy. Gì hả? Ơi, nhiều quá, con gắn gì màu vàng. Kìa. Thôi. Ôi, đảo ơi, ôi 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 gì cơ. Rồi hồi là tới qua bên bờ bên kia rồi đó. Gắn lội nhanh lắm. Thôi Hạnh không dám chào con gắn này đâu. Lại đây nguyên quẩn nè. Không dám đụng tay xuống bắt. Kìa có con cái nồi nổi đây nè. Vô trong đó ở rồi kìa. Kìa lội qua tới bên kia hết trơn rồi kìa. Ồ đi theo có hướng bên đó nhiều ha, còn qua hướng bên kia. Hôm nay Hạnh thay mặt nhóm áo trắng ở Mỹ gửi cho Hạnh là 4 triệu đồng nhờ Hạnh mua cá thả phóng sanh về thiên nhiên nhằm ngày 15 tháng 4 là ngày rằm âm lịch. Thì Hạnh đã thả xong rồi, thì Hạnh cũng chúc cho nhóm áo trắng có thật nhiều sức khỏe, mọi công việc đều thuận lợi và thành công, sức khỏe dồi dào. Video Hạnh đến nay kết thúc. Hạnh cảm ơn ông bà cô chú nhiệt bạn trong thời gian qua đã luôn yêu thương ủng hộ kênh Bến Thành Miền Tây. Hạnh xin chúc ông bà cô chú nhiệt bạn có thật nhiều sức khỏe, công việc luôn thuận lợi và thành công tốt đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại. Rồi em cảm ơn anh ha, rồi anh em mình về.